Oh my god. Được quá nha. Đứng im. Gì vậy ba? Gì là gì hả? Hôm qua tôi nghe nói là ông dám đánh Sam đúng không? Gì đánh Sam? Ủa? Đánh Sam? Ủa mình? Ủa tôi đánh Sam mà nào? Hôm qua tôi mới vừa coi video của ông nè. Sammy chỉ mới gọi là phá nít, gọi là mini world của ông có xíu thôi mà ông làm cái gì mà ông la Sam hả? Có đâu, có đâu. Cái này là khăn đi toilet mà. Thôi trời. Trời, tôi có làm gì đâu trời. Hiểu làm rồi, tôi có làm gì đâu. Tôi quấn cho mày thành xác ướt ba cặp luôn. Ây da. Trời, thì hôm bữa tôi mới có gì ai kêu bà Sam mới hắt nít tôi chi. Trời, hắt nít nhưng mà vô để mua skin cho ông mà. Ủa, có mua skin không? Có. Có. Có không? Có. Thiệt không? Thiệt. Ông à, lão ha. Tôi đi kiếm gì tôi quấn ông tiếp. Trời đất ơi các bạn ơi. Trời đất ơi. Hôm nay Phong làm cái gì mà Phong vô phòng mình. Trời ơi quýnh gần chết luôn anh em ơi. Trời đất ơi. Hôm bữa tôi là trời ơi Phong gọi luôn. Trời Phong chọi luôn cái gối V2 của mình luôn các bạn ơi. Thiệt tình luôn á. Buồn quá trời luôn á. Hôm bữa tôi vừa mới vô gọi là nít. À lộn. À đâu tính là bữa bà Sam mới vô nít của tôi mà. Bà Sam mới vô nít của tôi à. Bà phá gần chết luôn á. Nay mình gọi là chưa kịp làm gì hết á. Mà giờ Phong vô trả hù rồi các bạn. Thiệt tình luôn á. Phong quá đáng thật sự luôn á anh em ơi. À chào Phong. Thiệt là tức quá đi mà. Nghĩ sao á. Mà hôm bữa tôi gọi là kiểu như là tôi thấy bà Sam á, bà vô nít của tôi á, bà phá tùm lum tùm la luôn anh em. Rồi sau đó tôi gọi là mới có kiểu như là nói bà chút xíu rồi. Mà hôm nay á gọi là Phong cận đã vô đây. Rồi sau đó quýnh mình quá trời luôn á. Thiệt là tức quá đi mà. Bởi vì thế á cho nên bây giờ ngày hôm nay tôi quyết định là sẽ gọi là biến thành hacker và sau đó là sẽ hack nít của Phong Cận các bạn à. Kỳ này á mà mình mà hack nít của Phong Cận là Phong Cận sẽ không có biết đâu. Tại vì là bây giờ tôi đã biến thành hacker rồi, các bạn có thấy trên cam nè đó, mình đã biến thành hacker rồi. Và bây giờ mình đã có cách để ẩn thông tin người dùng đi rồi cho nên là Phong Cận không thể nào mà thấy được mình nữa. Yeah. Nhưng mà bây giờ tôi để cái mặt hacker này anh em hơi khó thấy đúng không? Bây giờ tôi sẽ để gọi là số nè, đó này phải không? Trên đầu tôi hiện tại là đang là những cái gọi là thông số mà tôi đã hack để có thể gọi là vào được nick của Phong Cận á các bạn à. Đấy các bạn thấy gọi là chuyên nghiệp không? Đấy màn hình các thứ này quá là đỉnh luôn. Rồi, nói chung là bây giờ tôi sẽ sử dụng cái mặt hacker này để cho nó đơn giản nhất nha mọi người. Đấy, rồi ok. Bây giờ chúng ta đã đến với gọi là nick Phong Cận TV với UID là 8967696 các bạn ơi. Ê nhưng mà khoan đã. Tính ra là mình chưa hack nick của Phong luôn á. Mà bây giờ nick của Phong không xu là sao ba? 940 đậu. Ê sao nick Phong nghèo quá vậy? Kỳ quá vậy. Trời ơi nick kiếp của Hero Team. Mà tại sao lại trong nick Mini World lại có không xu vậy trời? Trời đất ơi. Mình tưởng đâu á là có gọi là mấy ngàn xu mình vô mình phá được các bạn ơi. Từ từ bây giờ mình để mình vô coi. Gọi là gói quà. À đâu bây giờ mình phải vô thư đã. Đây hộp quà đây này. Đấy nhiều thứ chưa nhận vãi nồi. À quên. Mình đi hack nít mà. Tại sao mình lại nhận quà giùm vậy? Thôi bỏ đi. Đây là khóa cái này là mấy cái thư của Mini World thôi. Hôm bữa bà Sam á bà hack nít tôi làm sao? Hôm nay tôi vô tôi hack lại y chang vậy anh em ơi. Đấy bây giờ tôi vô gọi là cái trang cá nhân nè. Để coi. 351.969.000 người theo dõi. Hoài ơi. Đúng là gọi là người nổi tiếng có khác mà các bạn ơi. Gì đây? Caption. Tết này gì đây? Tết này lì xì cho các bạn fan mỗi người 100k. Wow. Đúng người ta gọi là luôn anh em à. Sợ luôn nha. Người ta gọi là đúng là gích kích luôn anh em ơi. Ta gọi là đúng là gọi là gích kích của hàng của team trời ơi. Tặng cho fan mỗi người 100k luôn á hả? Ngày già thiệt là đại gia quá đi mà. Bây giờ tôi xóa đi cái dòng này và sau đó tôi sẽ ghi lên những cái dòng gọi là tâm tư của tôi. Hình như bữa tôi nhớ bà Sam bà gọi là nói tôi là hôi nách hôi chân gì đó. Bây giờ tôi sẽ ghi Phong Cận
à mê gì à BD hôi chân đấy, hôi chân nè, hôi nách, nhất vũ trụ thế giới điện ảnh đấy, mini world đó các bạn thấy không. Rồi Phong Cận có một cái câu gọi là câu chào rất là đặc biệt đúng như là gì à, gì mà gì thanh lịch đẹp trai nhất vũ trụ thế giới điện ảnh mini world gì đó đúng không. Bây giờ mình đổi lại luôn là Phong Cận BD hồi chân hồi nách nhất vũ trụ thế giới điện ảnh mini world. Cái này đau rồi nha mấy bạn, cái này là Phong Cận thấy được Phong Cận tức lắm luôn á. Nhưng mà thôi hôm bữa là ông dám tròn tụi mà, cho nên là bây giờ tôi tròn lại thôi. Trời ơi không, nói cho nói đúng hơn là hôm bữa Sam cho anh mình các bạn, mà hôm nay mình còn bị đánh nữa thì tức thật sự luôn á. Đấy, đầu tiên là chúng ta đã đến với trang cá nhân này, để mình vô map coi. Ui map đá đỏ này, 1000 Granny này, rồi nhà tù Simmy này, Phong Cận thế giới hacker này. Ôi nhiều quá nhờ, ui dồi ôi, quá là nhiều map luôn, yêu thích coi. Để mình coi coi là Phong Cận để yêu thích những cái map nào nha. Map ở Undertale này, Skyward mùa hè đáng nhớ đó. Wow, Phong Cận gọi là thích chơi mini game phết luôn anh em ơi. Tôi vô đây tôi toàn thấy gọi là mini game không nè anh em. Đó, trời ơi, quá trời mini game luôn. Ấy, nói chung là bây giờ là bên phần gọi là map với lại trang cá nhân á là tôi chỉnh xong rồi anh em à. Giờ vô cảm xúc coi. Vô cảm xúc của Phong Cận để coi cảm xúc Phong Cận gọi là có đăng mấy gì không nha anh em. Đấy, cảm xúc của tôi nè. Không cảm xúc, trời ơi, thiệt tình luôn á. Người ta chơi mini world có cái phần cảm xúc này, nó giống như là Facebook vậy anh em. Anh em có thể gọi là đăng cảm xúc của mình lên nè, rồi đăng tâm trạng của mình lên rồi đó, các thứ luôn. Và ở đây thì bây giờ mình sẽ gọi là đăng bài coi. Bây giờ tôi sẽ đăng một cái bài, đó chính là gì ta. Phong Cận gọi là không đẹp trai bằng Kairon. Đấy, trời ơi. À, thật ra tôi biết Phong Cận đẹp trai tôi nè, nhưng mà không, bây giờ là mình đang chon mà các bạn, nên là mình làm vậy chứ thiệt tình luôn á. Đây bây giờ mình sẽ vô đây và sau đó là lấy một cái hình meme của Phong nha các bạn ơi. Đây mình có hẳn một cái mục riêng để gọi là làm meme cho Hero Team luôn. Đấy, đây mình đăng cái hình này lên là mọi người. Đây 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 đây, anh em nhìn này, anh em nhìn nè, đăng thành công. Rồi ok. Đây đây đây. Phong Cận không đẹp trai bằng Kairon, và sau đó là đây là một cái hình. Vãi. Trời ơi. Đây là một cái hình gọi là hình này ai chế ta? Hình nói chung là tôi không nhớ ai chế nữa, nhưng mà nói chung là đây là một cái hình do team mình chế các bạn à. Đây các bạn có thể thấy là Phong Cận đang lè lưỡi. Thôi các bạn cũng đừng quan tâm nhiều lắm, nói chung là ok, ghi thêm caption kiểu như là gì Phong Cận xấu tính là Phong Cận xấu tính suốt ngày bắt nạt hội chị em. Đó, mình phải đăng như vậy các bạn hiểu không? Ê, chết cha. Giờ tôi mới suy nghĩ với anh em. Mà bây giờ tôi mà đăng vậy á, rồi sau đó là mấy bạn fan nhìn vô, mấy bạn fan sẽ nói như thế nào nhỉ? Nhưng mà thôi kệ đi, bây giờ là mình đang chon mà. Tôi kệ, kệ luôn. Ai kêu ông Phong đánh tôi chi nè em. Bây giờ tôi phải chon lại đó. Mình tức mà. Tức mà các bạn hiểu không? Tức mình vậy chứ. Trời ơi, thiệt tình. Đâu mình vô bạn bè coi. Nhóm bạn bè nè, bạn bè gần đây này. Danh sách bạn chơi gần đây đang trống này. Theo dõi này. Nhóm của tôi à. Đây. Fan yêu cầu quá trời luôn nè. Tôi xóa hết. Xóa nhanh luôn rồi. Xóa hết luôn các bạn ơi. Đấy, bạn mini world này. Ơ bạn mini world này. Ô, Phong có kết bạn với dịch nè anh em, tôi unfriend luôn. Tôi unfriend luôn. Đâu à, đây đây dịch nè. Đó, tôi unfriend luôn anh em ơi. Rồi unfriend mèo Simmy luôn. Đó, unfriend luôn. Đấy, unfriend hết những người trong team luôn các bạn ơi. Ok, và bây giờ chúng ta hãy cùng gọi là tham quan xem là ở trong nick của Phong sẽ có những skin gì nha. Đầu tiên là đến với skin của game. Thì bây giờ là Phong đang có 5 này, 10 này, 15 này, 20 này, 25 này, 30 này, 35. Wow, 35 skin nha mọi người. Ôi, tính ra là cũng nhiều phết anh em ơi. Hôm bữa giờ tôi không có đăng nhập vô mini world nên tôi không biết là dạo này đang có skin gì mới. Nhưng mà nói chung là bây giờ tôi đang thấy có tiên nữ Gia Gia nè, hoàng tử rồng nè. Nói chung là nhiều skin mới thực sự luôn á. Nhưng mà mình hôm bữa giờ cũng gọi là đơn giản là kiểu bữa giờ mình cũng khá là ít quay về những cái skin này nên là mình không có sở hữu nó. Ây dồ, đó bây giờ là mình coi tới phần skin rồi nè các bạn. Đó bây giờ đến skin điên quay coi. Đây bây giờ để mình coi coi là trong nick của Phong Cận là sẽ có những skin gì nha.
Thì tất nhiên là trong đất của Phong Cận thì sẽ có đến skin của Phong Cận rồi. Và ở đây là sẽ có gì à? Phong Cận gọi là gì? Ác quỷ hả? Mr. Giật nè. Mr. Giật nè, Sammy nè. À, cái này là gọi là tứ trụ nè anh bạn. Siêu nhân tứ trụ nè các bạn ơi. Và đây là một con ma màu đỏ. À, và đây là Mr. Vịt siêu nhân tứ trụ. Và cuối cùng đó chính là ngựa mặt ngu các bạn à. Mình thấy là ở trong nick của Phong đang có một cái khoảng trống cho cái phần skin điên quay. Ủa tại sao dưới đây lại có con cái con ma này vậy? Ủa tại sao trong nick của Phong dưới đây lại có con ma nè mọi người? Vãi thôi, nhưng mà thôi không sao, không quan tâm. Bây giờ tôi vô đây tôi chỉnh một cái skin tầm bậy chơi coi đó, chỉnh cái skin mình vô mình chỉnh skin của mình các bạn ơi. Nick của Phong không có skin của mình nên là mình vô mình chỉnh skin của mình luôn. Quá là tuyệt vời. Đấy, đầu tiên là chúng ta sẽ đến với một cái mái tóc quen thuộc của mình nè. Sau đó là skin của mình là mình sẽ sử dụng một cái áo hoodie. Ok, bây giờ mình sẽ kiếm một cái áo. À đây rồi, áo hoodie của mình nè mọi người. Đó. Rồi, chỉnh màu nó chầm chầm lại một tí. Sau đó là chúng ta sẽ chỉnh một cái quần. Đấy, rồi ok, quần nâu nhá. Đấy. Rồi giày nè, giày của mình thì mình nhớ là mình mang một cái đôi giày. Đây, đó, chính xác. Đó, tôi chỉnh vô, ôi. Thế là nick của Phong bây giờ lại là cái skin của mình rồi các bạn. Đấy, trời ơi. Để mình coi cho phần mảnh coi. Để mình coi thần kỳ lân này, voi vui vẻ này, sư tử biển này, mèo phát lòng này, thiên mã này, hỏa long thần này. Ủa, sóc bay nhẹ nhàng với chocobo còn chưa có luôn hả? Vãi trời, tính ra là cái con chocobo này là một cái con, một trong những con thần thú phải gọi là từ đầu tiên, từ cái thời đầu tiên của Mini World luôn các bạn à. Mà Phong vẫn chưa có cái con này nữa. Trời ơi, nhà quê, trời ơi, thiệt sự luôn á. Nhưng mà nói chung là ở đây là có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nói chung là có 6 con thần thú thì cũng gọi là chuyên nghiệp rồi. Đấy. Nhưng mà quên, tôi đang hát nến mà. Mình vẫn đang nhớ, mình đang hát nến rồi các bạn. Trời ơi, bây giờ nói thiệt với các bạn luôn là su không có, đậu cũng không có. Làm sao mà bây giờ tôi có thể phá nít được đây? Trời ơi.